Em xin chào mọi người, hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người đàn Atom bố nhập Tây Ban Nha. Nó 47-48 cân thì so với dòng đỏ đen hay mình cứ gọi nôm na là cái dòng Pháp Bỉ Xéc, tức là những cái dòng huấn luyện được ấy, thì Atom nó là thuộc một trong những con to có số má Việt Nam mọi người nhá. Đấy. Như các cái trại khác thì em không biết. Thì như trại em thì em nói đây này, mọi người thấy nhiều nơi ví dụ người ta bán là con chó vừa đẹp mà lại vừa rẻ đúng không? Nhưng mà trại em ấy thì lại vừa xấu mà lại vừa đắt đúng không mọi người? Đấy, đắt thì cũng không phải là đắt mà bọn em chỉ bán 5-6 triệu thôi. Ví dụ như những cái đàn này thì bọn em sẽ bán từ 4 triệu rưỡi đổ lên. Đấy, đến 5 triệu. Những cái đàn này, bởi vì sao? Cái đàn này nó hơi còi so một chút, bình thường là bọn em sẽ bán 6 triệu. Đấy. Thì em nói thẳng luôn là trại em vừa xấu mà lại vừa đắt luôn. So với mọi người, nếu mà mọi người yêu mọi người thích những cái con hạ giá thật là rẻ nhá. Nhưng mà con chó đẹp hay con chó xấu em nói luôn này, nó cái phụ thuộc vào cái phả nó là một phần, tức là con bố mẹ nó đẹp thì sau này nó sẽ đẹp đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đấy là cái người nuôi cái đàn chó con đấy, khi mà người ta nuôi nó xuất chuồng ấy, người ta có biết cách nuôi không? Khi mà những người nó biết nuôi ấy thì nó sẽ rất là đẹp, còn những người ta không biết nuôi thì con chó ấy tự dưng nhìn nó rất là xấu. Và đây cũng là một trong những cái đàn điển hình, ví dụ như hôm nọ em đăng cái đàn Nero lên, bọn em bán rẻ một chút cho mọi người về chăm thêm ấy đúng không? Thì bây giờ nó còn đúng một con duy nhất bọn em đang nuôi bây giờ, mọi người hôm nay em quay mọi người xem nó đẹp long lanh luôn. Đấy, họ như những cái đàn Atom này, bố mẹ nó rất là to, nhưng mà chủ nuôi kém thì nó hơi bé một chút. Em nói nôm na như này thì mọi người hiểu này. Cái đàn này nó đẻ 10 đúng không? Mà bây giờ anh nuôi đến 2 tháng xuất chuồng ấy, nó chỉ còn 5 con thôi. Là mọi người biết là cái kỹ thuật nuôi người ta không có đúng không? Và kéo theo đấy là cái đàn chó ấy, nhìn nó sẽ rất là xấu, nó lại hơi bé một chút. Tuy nhiên ấy, cái màu lông và cái khung gọng ấy thì nó không thể nào lẫn lộn được cha mẹ nó rất là đẹp. Đấy. Nên là những cái con này thì là bọn em sẽ, một là bọn em bán luôn cho mọi người thì bọn em sẽ bán giá rẻ, còn hai là bọn em sẽ vực thêm lên để bọn em bán cho mọi người, thì bọn em sẽ khoảng 10 ngày nữa lại là đẹp long lanh luôn. Đấy, thì tí nữa em sẽ quay gần cho mọi người thấy nhá. Con chó bố nhập cái thứ có thể là tại cái thời điểm này người ta nuôi nó hơi kém một chút, nhưng mà cái đầu thủ với cả cái mặt mũi của nó rất là đẹp mọi người ạ. Còn mọi người mua mà mọi người chỉ đánh giá qua cân nặng với cả màu lông, cái thời điểm hiện tại nó 10 cân hay 12 cân hay 15 cân ấy, thì đấy nó chỉ là cái vẻ bề ngoài của con chó thôi. Còn em nói rất là kỹ rồi, ở Việt Nam mình thì nhiều khi là đồng thau lẫn lộn, có thể những cái con mọi người mua nhìn nó rất là đẹp, thế nhưng mà chưa chắc cái phả hệ nó đã là chuẩn đâu, hoặc là bố lọ mẹ kia đấy. Có nhiều cách bán đó mọi người nhá, có khi người ta nhặt những con đẹp của đàn này, nhặt những con đẹp của đàn này, nhặt những con đẹp của đàn này, tức là những con bố mẹ không giấy, và người ta đập luôn cái phả bố nhập và tự dưng cái đàn đấy mọi người mua về, mọi người càng nuôi nó càng xấu. Còn khi ở trại em nói luôn, chó nhà em có thể xấu nhưng mọi người, em khẳng định mọi người luôn, nó có phả hệ bố nó nhập, mà cả bố nó là những cái con đẹp ở trong nước nhá. Thì mọi người yên tâm với em hứa danh dự mọi người là mọi người càng nuôi nó càng đẹp. Đấy, khẳng định mọi người luôn. Những cái con chó này thì là mọi người cứ hình dung là không phải là cái con chó nào nuôi ai cũng biết nuôi đâu. Có người nuôi tốt, có người ta nuôi xấu, có người nuôi đẹp, có người nuôi không đẹp. Thế nên là quan trọng nhất là cái phả hệ của nó và cái người bán cho mọi người ta có thật hay không, chứ còn tại cái thời điểm này ở Việt Nam em nói thật với mọi người là đồng thau nhiều khi nó lẫn lộn lắm. Chẳng qua là em cũng trong nghề với nhau thì em biết, nhưng mà nhiều khi mình cũng không muốn nói ra thật sự luôn, bởi vì là cùng anh em chơi với nhau nhưng mà nó nhiều vấn đề lắm. Tóm lại là đồng thau lẫn lộn, chẳng qua là mọi người không va vấp vào thì mọi người không biết thôi. Và không phải là cứ bố mẹ đẹp thì là con nó sẽ đẹp đâu mọi người nhá. Bố mẹ đẹp thì tương lai sau này con nó sẽ đẹp, nhưng mà ở cái thời điểm 2 tháng này nó đẹp hay không ấy, nó do chủ nuôi mọi người ấy. Thì em sẽ quay gần vào từng con một để cho mọi người xem. Được rồi thì ạ. Rồi em xin tiên này vàng sạch thì chấm trắng ở ngực. Mấy con trà vàng sạch là giống ông ngoại Silo. Ngực nở. Đẹp cực luôn. Chân này chân gần gốc với lại xương rất là đẹp luôn này. Xương to ấy, cái khung gọng rất là to này nhá. Đây là lưng này. Lưng nhá, mọi người nhá. Cái tiếp theo này. To, yên trắng dài. Cái trong săn này. Không ở yên. Đây, đây, đây. Đàn này mặt rất là hộp nhá. Nó rất là hộp này. Đang sạch này. Cái lưng này. Đấy. Đuôi. Ít luôn. Wow, luôn. Rất là ham luôn. Được này, được không? Ngực rất là nở anh nhé. Các bạn này đây nhất đấy. Đây.
còn đang lông thì lông sữa chưa thay đâu, về sau thay đỏ nha mọi người. Ok.